Dạ, kính chào quý vị khán giả. Như đã đúng đúng hẹn luôn, đúng nửa tiếng đồng hồ, từ 6 rưỡi từ nhà mình chạy lên đây là lên công ty ở Coleman Coffee and Choco, hay là ở đây cũng là siêu thị Coleman Food Mart 177 Phan Chu Trinh. Đúng 7 giờ. Thấy Nga xòe chua đã soạn ra mấy cái này, chắc là lát nữa tranh thủ đi mấy đơn hàng cho Nga luôn. Đây. Dạ, nợ đơn cho bà con, nợ như đã chia sẻ, comment chia sẻ là nợ đơn bà con nhiều quá. Cố gắng hôm nay đi Củ Chi rồi coi có một số bà con ở Củ Chi, Hóc Môn mình ghé mình gửi luôn. Rồi, chào Nga. Đó, hôm nay có hai thầy trò thôi, thầy Nga có giấy đi đường chưa? Dạ em có rồi ạ. Xua nha. Ừ, hồi nãy anh có giấy đi đường, có giấy xét nghiệm rồi luôn, phải có có quét QR code nữa đó. Dạ. Trời ơi, hàng hóa quá trời luôn, đóng gói để sẵn luôn nè bà con ơi. Ngổn ngang hết. Đó, bên này nè. Này là lên xe mình luôn hả? Dạ, đúng rồi. Hôm nay mình đi lên bệnh viện Dã Chiến xong rồi mình về mình đi bao nhiêu đơn? Dạ. Lên bệnh viện Dã Chiến Củ Chi xong là đi ở Củ Chi 4 đơn. Rồi ghé về Hóc Môn đi thêm 12 đơn nữa. Trời ơi. Là cái này hả? Mấy đơn trong quận nội thành. Mấy cái đơn của các bạn hả? Dạ. Trời ơi, te tua hết. Đơn này bà con bác thông cảm giùm nha, mấy bà con bác nào mà hàng hóa chưa đến là mặc dù đội ngũ mình cố gắng hết sức đó, nhưng mà nó hình bà con thấy không, nó căng thẳng lắm. Thôi chất đồ lên đi. Dạ đúng ạ. Em lấy gì nữa? Em sẵn thêm đơn của chi mới phát sinh tối qua thêm quá. Thôi giờ cái này đưa ra hay sao? Trời ơi, nguyên cái thùng này hả? Ừ. Lên mà lát xếp ở đâu đây nè, phía sau anh đâu có biết. Coi chừng không đủ đó nha. Ừ, xếp hồi lát lên sạn không biết sao soạn này. Đó, hai cái này nó dính toàn tan kìa, làm sao? Cái cốp của xe của anh nó nhỏ lắm. Ủa mà hơi khó nha Nga ơi. Cốp nhỏ lắm. Xếp cái này lát nữa đi kiếm mà chết luôn á. Không biết đơn nào là đơn nào luôn á. Cái này chưa phải đơn quân ra trước. Để chờ Nga ra phân đi. Thôi ok. Thôi. Ủa cái bộ trắng đâu hết trơn rồi ta? Trắng vừa xài hết rồi. Còn bộ xanh à? Dạ. Bộ trắng như mắc tiền thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Bỏ chân. Dạ. Cái này mấy anh chị y tế hay mặc. Không có bộ nào mát hơn bộ trắng á. Dạ. Bộ này nó mỏng hơn, bộ trắng nó nóng lắm luôn. Dạ. Thôi. Dạ. Cái chân.
Dạ. Cứ đeo vô vậy thôi. Chúng lập tức. Rồi rồi rồi, ok. Dạ. Rồi, nhanh nhanh, khẩn trương, go go go. Không đi hộ em không ăn gì đi. Ủa mấy phần mấy trăm phần quà kia rồi chừng nào mình tính đi đây. Dạ, này thì em đang xin giấy. Xin giấy hả? Dạ. Mặt trận cho phép với lại các ủy ban nhân dân quận huyện. Dạ. À chứ không phải là muốn đưa là đưa đúng không? Dạ đúng. Ở đây còn là quá rồi. Kia là gạo hả? Dạ gạo. Chỗ này tụi em đóng được chỗ này là khoảng hơn 100-200. Dạ còn chỗ này là hơn 100 nữa. Dạ. Dạ đó dự kiến là mấy trăm phần quà này bà con mà bữa giờ để hơn tuần lễ rồi đó. Đang đi ngày 24. Hôm nay là ngày 1 đầu tháng 9 luôn rồi. 4 tháng 8. Rồi, rồi. Đó, hôm nay coi như lên thấy cơ sở rồi nói chung là sau hơn sau 10 ngày coi như là không bước ra khỏi cửa thì hôm nay là công an xuất hành ngày đầu tháng 9. Ngay đúng ngày 1 tháng 9 luôn. Thấy gì vậy? Dạ em mang theo sữa buổi trưa buổi đói gì uống. Đúng rồi. Phải nhịn đói nữa đi, có chết không mà lo. Dạ. Ừ. Rồi thôi đi này, nhanh nhanh nhanh. Dạ. Đó, mình xin chia sẻ cho bà con cô bác một số hình ảnh của hoạt động ở công ty mình ở bên Coleman Coffee rồi bên còn đây là bên Điện Quân. Đó, vẫn còn mấy trăm phần quà mà chưa biết làm sao để đưa đến tay bà con đây. Để khi nào chờ có liên hệ được các địa phương rồi. Giấy đi đường thì có rồi đó, nhưng mà bây giờ phải ở các địa phương nơi nào tiếp nhận thì mới đến được. Lẹ đi Nga ơi. Bà con cô bác nha. Đây gia đình mình đang có mặt trên đường kho. Nãy lên lên công ty chắc lên ít đồ rồi giờ mình lên cái kho nha bà con. Dạ. Một cái pallet này là được bao nhiêu thùng vậy? Đúng. Pallet này chắc 75 thùng. 75 thùng rồi. Ồ, nhiều lắm quá. Chắc kho là tới 1.500 rồi. Ồ. Bao nhiêu thùng vậy? 75 thùng hải sản. 75 thùng hải sản. Mì chua cay nhiêu thùng nữa? Mì chua cay 75 thùng. À. Còn mì chay là 50 thùng. À, mì chay 50 thùng, giờ tổng cộng 200 đó. Dạ. 75 hải sản, 75 chua cay vậy đó. Cái cách để bà con ấy nhận diện mì hải sản của mình là nó màu xanh nha bà con. Đó. Cái thùng mì hải sản mình là nó có cái thùng màu xanh. Dạ. Hải sản trong biển nên nó còn màu xanh. Dạ cái kho lớn gần cả ngàn mét mà giờ có 3-4 có 3 anh em mà không có đủ không có giấy để đi làm. Rồi.
bác nào nhà có kho rẻ rẻ mà có kho xịn đó. Còn em đang tìm kiếm một cái kho lớn nữa, hai ba ngàn mét đó. Dạ. Và con bác nào thương thương mình trồng thuê thuê rất tốt. Để chuyển hàng đi cho nhanh. Dạ. Trong cái mùa dịch này mới thấy là cái việc mà bán hàng trực tuyến bằng online này với lại giao hàng rất là thiết. Mới đẩy chút xíu muốn thở mà thở rồi nha. Rồi đoàn các con mình đã đến bệnh viện giải chiến Củ Chi rồi. Rồi chào đừng không. Tôi à. Ủa. Tụi con là bộ đội hả? À, tôi không bộ đội. Hôm nay mình đã tới bệnh viện giải chiến ở Củ Chi. Thật ra là ở đây là cái doanh trại quân đội á các bạn. Bà con cô bác. Yeah. Xuống hàng bên kia hả? Rồi xuống được. Rồi xuống hàng. Xuống đây hết hả tụi em mấy đứa. Rồi nè mà đứng mình truyền xuống đây, mình truyền xuống. 140 thùng nha, đếm rồi. Rồi cứ rẻ đi xuống. Vô gì rồi Phượng sướng quá, hôm nay có mang được chơi Ủa ở đây bao nhiêu bệnh nhân nha em? Hơn 200 bệnh nhân hả? 228 bệnh nhân. Còn bác sĩ mình nhiêu? Nhân viên là 100 người. Bác ồ bác sĩ 100 người, nhân viên hả? Nhân viên là vừa bác sĩ vừa điều dưỡng vừa bác sĩ vừa điều dưỡng là tổng cộng là nhiêu người? Hơn 100 hả? Hơn 100 người. Ồ, đứng chất cao quá nó rớt á cưng. Cô Nga ơi, xuống đây 140 thùng hả Nga? Ừ. Ở đây 100. Đếm theo dễ nè, đây để mình đếm cho 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10, 11. Chốt 12 đi dễ đếm. Rồi, cứ một like và 12 đi. Mười hai là 48 rồi nè, 4 nè. Ồ, đây vậy là nhân viên điều dưỡng đâu, hơn 100. Bác sĩ. Ôi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi con này. Rồi, không phải.
khúc. Nữa nè. Bên đây nữa mấy đứa? 6 thùng nữa. 1 2 3 4 5 6 8 8 lần rồi, 8. 9 10. Đúng rồi, 10 lần 1.2. Rồi con đây. Đây cho 3 thùng nữa. Rồi cho đây đúng 3 thùng thôi, mình cho nó đủ một cục. 3 thùng hay 3 thùng rồi, ok. Đủ chưa? Rồi được không? Mấy cột? Một, một cột 4, 8 9. Đấy à? 4, 8 nè. Con này 5 rồi con, đây 5, 5, 5, 5 cột rồi. 9, 10, 12, 127. Đây là 5 hả? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120. Thêm 12 nữa, thêm đây. Rồi cây này dưới 8 thùng nữa đủ. Rồi để luôn không? Vô. 120 rồi. Rồi thêm 8 thùng nữa. 8 thùng nữa đủ. 8 thùng nữa đủ. 8 thùng nữa thôi rồi, ok. 1 2 3 4. Rồi đủ rồi. 8 rồi, xong, đủ. Chụp hình hả? Dạ rồi, đây một điểm mà lát nữa chạy ra đây 300 m nữa sẽ thêm một điểm nữa. À, là xuống thêm 60 thùng nữa. Dạ, bên một điểm nữa là 60 thùng nữa. Chụp hình hả? Dạ. Chơi luôn hả? Bây giờ mình sẽ đi vô bên trong. Đó là chạy qua điểm thứ hai của bệnh viện Gia Chiến ở Củ Chi nha bà con, ở đây cũng danh trại quân đội nhân dân. Đó, phía trước là có phải chạy qua một cái buồng khử khuẩn. Ồ. Vô hướng nào không nha? Dạ đi vô anh. À, nó anh dẫn hả? À, ok. Phòng bệnh chánh dưới này nhận ở dưới đó. Ở đây khu bệnh nhân điều trị. À khu bệnh nhân hả? Dạ, anh gặp xuống cái dốc á. Ồ đây là cái khu bệnh nhân, bây giờ phải xuống dưới cái dốc để mình để em gọi cho. Ở đây không? Khu bệnh nhân anh, ở đây bao nhiêu người nằm đây anh? Cái đó điều hành nắm. Dạ dạ dạ. Bình oxy quá trời kìa. Đây là khu điều trị á. Ồ ồ. Phải xuống chạy xuống khu bình chánh hả? Ok. Chờ chút xíu đây, đến đây, ở đây khu dưới khu hành chính nè. Oh. Sao em? Chạy qua bên này nè. À. Bên này nè. Chạy, chạy vòng quanh kia hả? Vòng qua bên kia, cái đường chạy bên này. À. Điện thoại có nghe đâu. Nhiều không chị? 60 thùng á. À, bên kia 140 đúng không? Nó còn 60 thùng á. Mì gói. Mì gói được không? Chứ giờ đâu có rau rán gì đâu. Rồi, xuống, xuống. Quả nó chuyên chuyên. À,
cứ xuống đây các bạn tự đây. Ok. Nhanh gọn lẹ, nhanh gọn lẹ đó các bạn, còn tranh thủ đi. Ủa, 5 thùng luôn, quá dữ. Chấm đâu anh? Ôi chà. Hả? Thanh có con bộ đội hả? Dạ. Con chú con chú rồi biết rồi. Dạ ơi. Hết chưa? Rồi hết chưa? Rồi, khỏi bao đi, khỏi con ba. Hết rồi hả? Đủ rồi hả? Rồi. Nó chào tạm biệt tụi con nha. Rồi, thôi coi như tiếp sức nha, được nhiều hay nhiêu nha. Ủa không biết nữa. Ủa? 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 Anh chào tụi em nha. Rồi, chúc anh em giữ vững tinh thần chiến đấu. Rồi. Ở đây bộ đội luôn hả? Dạ em hả? Ừ. Em là nhân viên. Em là nhân viên hả? À, nhân viên y tế. Dạ. Anh là bộ đội. Dạ không, em nhân viên mình di động. À, con số. Ồ, vậy là tổng cộng ở đây là nãy nó gần khoảng 100 người hả? Nhân viên tụi em là 75 người ạ. À, nhân viên 75 người. Dạ, kể cả mấy em bộ đội ở đây nữa. Ồ. Em bộ đội là phụ tụi em ở đây là làm vệ sinh rồi thu gom rác ở khu bệnh nhân. Còn bệnh nhân khoảng hơn 200. Dạ, bệnh nhân khoảng hơn 200 bệnh nhân. Ồ. Ồ. Nhân viên y tế tụi em là chăm sóc bệnh ở trên đó. Rồi đâu có rau ráng gì ăn hả ta? Dạ. Rồi chẳng lẽ ăn mì không sao chịu nổi trời. Ừ. À, có rau ra ngoài vườn. Rồi, anh Nhâm xin chào tạm biệt nha. Rồi, dạ rồi. Rồi, anh Nhâm. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi đi. Dạ. Rồi, anh thưa bà con cô bác như vậy là hôm nay là nhật ký ngày đầu tháng 9, 1 tháng 9. Dạ, xin chào tháng 9. Rồi, đã hoàn thành sứ mạng của bác sĩ Đan nha, bác sĩ Đan. Rồi, bác sĩ Châu hả? Không nhớ, bác sĩ Xuân, dạ. Rồi 200 thùng mì đã đến với bệnh viện Dã chiến Củ Chi và sẽ hẹn gặp lại. Mình cũng sẽ cố gắng là tiếp sức thêm cho các bác sĩ ở các bệnh viện Dã chiến ở các tuyến đầu nữa và có thể tuần sau. Còn giờ thì tiếp tục sứ mệnh tiếp là đi giao hàng cho các bà con ở địa bàn Củ Chi và Hóc Môn. Dạ, và mình xin phép không có quay cái đoạn mấy cái giao hàng này. Dạ, lại cũng được đi là được may mắn rồi. Dạ, được có cái giấy đi đường là may mắn lắm rồi. Dạ, cũng cảm ơn, cũng xin chúc sức khỏe tất cả bà con cô bác, các bác sĩ ở tuyến đầu, các cái bà quay đồng các bộ đội, các anh bộ đội, chú bộ đội các tuyến đầu chống dịch, cũng như là các anh công an rồi các chúc sức khỏe cho tất cả nha, đặc biệt là các anh chị em ở các tuyến đầu. Dạ. Các anh rất là vất vả và đây là những cái người mà làm việc rất là âm thầm, chúng ta không có nhìn thấy được. Đó, nhưng mà cũng đang rất cần cái sự hỗ trợ của cộng đồng. Dạ, chứ cũng không chỉ là các xóm trọ, những anh em mà nghèo mà chúng ta khó khăn cơ nhỡ đâu ạ. Rồi, thôi thì như Coleman đã chia sẻ trước trong các video trước thì thôi tùy tâm, tùy duyên, tùy lực. Đó, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, sức mình nhiêu làm nhiêu. Dạ, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con cô bác đã xem video này. Xin chào, tạm biệt. Dạ, chào tháng 9. Hy vọng mọi điều tốt lành đến với bà con cô bác.